Chi bộ và tổ dân phố, và đặc biệt đó là toàn thể nhân dân Bắc Lão, một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn. Quý vị thân mến, Tết Nguyên đán là những ngày trang trọng vui tươi nhất của dân tộc ta, cũng là dịp để mọi người có điều kiện thăm hỏi lẫn nhau, con cháu thăm hỏi ông bà cha mẹ, học trò thăm hỏi thầy cô, gặp mặt bạn bè chúc tụng. Lấy cảm hứng từ truyền thống đó, nhạc sĩ Châu Đăng Khoa đã sáng tác ca khúc Chúc Tết Mọi Nhà với những ca từ vô cùng tràn đầy yêu thương và phấn khởi. Ngay sau đây xin mời toàn thể quý vị hãy cùng lắng nghe bài hát Chúc Tết Mọi Nhà được thể hiện bởi cặp song ca Hưng Thịnh và Hương Lan.